lại khắp rừng núi Tây Bắc mỗi độ xuân về. Hoa ban nở thành người con gái Thái, đám mây bay trong thau nước gội đầu. Tóc em đó như mùa màng gặt hái, em gội đầu để suối suýt đời gieo. Nét nhọc là khi khôi của người con gái Thái đã đi ra khỏi rừng núi, thật gần gũi mà cũng tuyệt vời lãng mạn thăng hoa. Tóc em mềm như rêu trong nước, ngực em vòng như đôi bức chim câu. Có thấy đang đâm trôi nơi lòng mà hoa ban còn như trong mơ, đợi cho mùa sáng riêng hai ngần ngỡ sáng thắm dịu dàng hương bay, để cho ai ngâm hoa nhớ thầm kỷ niệm xưa trời xanh mây trắng, gặp nhau hẹn nhau cho nhau giữa mùa xuân đến nụ hôn ban đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.